Quay lại máy cho anh ở Nghệ An nhé. Đó. Test lại máy nhé. Nam xích này, nam xích zin theo máy. Đó. Xích thì đã được đưa lên máy mài, về chỉ việc cắt thôi nhé. Toàn bộ zin hết nhanh. Test lại máy. Sử dụng thì bóp ra, đẩy ra xuống. Nhấc nhẹ lên một cái. Khi nó phát ra tiếng nổ thì nhấc lên một cái nhé. Nhớt còn nhớt vàng luôn nha. Nhớt còn nhớt. Còn nhớt mới luôn. Chưa có sử dụng nhớt Việt Nam đổ vào. Rồi ok nhanh. Rồi. Đóng thì sẽ bọc túi nổ cho anh nhé. Bọc túi nổ cho anh. Còn đây có một con Sindewa. Sindewa con này là 488 nha. 488 gắn lam mới, xích mới. Đó. Ngoại hình rất là đẹp. Ngoại hình rất là đẹp nhá. Trước này cái mặt sơn thì nó hơi chảy nhẹ. Nhưng mà không sao, cái này là lốc nhôm, không phải lốc nhựa. Chụp lam. Để chụp lam nhá. Rồi test nổ. Khởi động cái máy Sindewa 488 này cho anh em nhé. Dòng này nó là 44 ly 48cc. Đó, anh em về khai thác tốt nhé. Đây là nắp bình xăng của nó. Anh em thấy này, hết xăng luôn này. Có sử dụng chế OnePro nhé. Sử dụng chế OnePro. Mình sẽ mở cho anh em xem. Con này thì đi kèm là lam mới, xích mới nhé. Lam mới, xích mới. Này, chế quá đẹp luôn. Anh em thấy chưa? Zin của nó như vậy. Rồi. Nhớt này nha. Anh em thấy chưa? Nhớt còn vàng ươm. Chưa có đổ nhớt đen Việt Nam vào nhá. Đó, mình soi cho anh em thấy. Anh em nào quan tâm đến con máy này thì liên hệ nhá. Con này lam mới, xích mới, hơn 4 triệu một chút xíu thôi nha. Rồi ok, đóng thùng con MS200 này đi. Đóng thùng con MS200 này cho anh ở Nghệ An nhé. Anh về sử dụng nhớt tốt nha, đừng sử dụng nhớt. Đừng sử dụng nhớt mấy cái loại nhớt kém chất lượng. Dòng này tua máy nó cao. Tránh trường hợp lúc B nhé. Nòng piston bạc anh về anh có thể kiểm tra trước khi nhận hàng nhé. Rồi ok. Đóng máy. Hàng thì đảm bảo nòng piston bạc, zin đẹp cho anh. Anh không phải lo. Ha ha.
cái nồi chống sốc nha. Rồi, nam xích. Nam xích cộng phụ kiện nha anh em. Rồi ok,